Lớn nó lại ở với lại là mẹ tôi. Cứ thứ bảy là tôi lại chạy xe máy là về nhà cùng với con trai với lại là bà mẹ. Thế sau 3 tháng thì tôi lại vào. Rồi bây giờ chú ở Bình Dương. Ở Bình Dương. Bây giờ mình ở chung với mấy đứa cháu hay không, là không, tôi thì con hai thằng con này là tôi đều là cho nó ở riêng, hai ông bà ở với nhau. Với lại coi như là cái thằng cháu là đích tôn, bố nó là mất năm 96. Dạ. Thì lúc đó nó mới có 5 tuổi thôi. Dạ. Thế là mẹ nó sau được 8 tuổi thì là mẹ nó đi lấy chồng. Trước khi đi thì mẹ nó bảo thôi thì cho con là để lại bé ở đây để ông bà chăm. Thế là tôi nuôi nó từ bé đến giờ. Dạ. Năm nay nó 30 rồi. Nuôi 25 năm rồi. Nói chung là từ năm 90 đến bây giờ thì cũng đã là 30 năm rồi. Bà ấy vào trong này rồi. Dạ. Và gia đình vợ chồng con cái là đoàn tụ rồi. Dạ. Thế thì xây dựng kinh tế lúc đó nó mới ổn định. Dạ. Bây giờ thì cô chú làm công việc gì? Tôi về hưu được 10 năm rồi. Thế còn thì bà ấy thì vẫn từ lúc vào 30 năm nay rồi thì chỉ có ở nhà nội trợ thôi. Bây giờ cô có mãn nguyện với cái hạnh phúc mình từ hồi xưa đến giờ không cô? Có mãn nguyện. Dạ. Cho nên là nói thẳng là cuộc đời ở với nhau thì cũng như là trên một con cuộc đường đời đi, cũng có lúc nó gập ghềnh. Thế nhưng mà cũng như các cụ thời xưa bảo đấy, thống cả thì đừng ngã tay chèo. Những cái lúc mà gian khó thì người ta khổ thì mình cũng khổ, phải thương lấy nhau. Người con trai cô mất là mất ở trong Nam đúng không? Mất trong Nam. Lý do tại sao mất con? Tai nạn. Cô chú đã mất một cái khoảng thời gian quá lâu để xa nhau. Rồi đến khi mà cả gia đình được đoàn tụ với nhau một cách chính thức ở trong Nam á, thì mình lại có một cái sự mất mát rất là lớn đối với người con trai lớn của mình. Ừ đấy. Cái giai đoạn đó nó như thế nào hả cô? Ôi giời, cách nhà ra cái chỗ mua thịt chỉ khoảng độ 40 mét này. Nhưng mà 3 tháng cô không gian đâu. Cô chán lản, cô không thiết gì nữa. Mình nuôi con bao nhiêu năm từ ở ngoài Hà Nội vào đến thành phố Vĩnh Long rồi vào đến thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cuối cùng lại bị tai nạn, thế mất đi một người con yêu thương như thế. Lúc đó đúng là một cái tổn thương vô cùng lớn chú nhỉ. Lúc đó là nó là 20 năm tuổi. Sau đó thì 3 năm thì tôi bảo vợ nó là nếu mà ở lại thì bố sẽ xây cho căn nhà để cho hai mẹ con ở. Yeah. Còn nếu mà đi lấy chồng thì bố cho Cô Linh và Ngọc Lan xin chào chú Hề và cô Hợp ạ. Vâng, xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Dạ. Hơn 50 năm đồng hành với nhau trên mọi chặng đường, mọi khó khăn vất vả. Đây là một cặp tình yêu vàng đó. Vàng đó. Vàng luôn đó. Bây giờ là đã làm đám cưới vàng được rồi đúng vàng không chú? Dạ. Chuẩn bị làm kim cương luôn chú hả? Mới làm vàng thôi. Vàng thôi ạ. Chú còn nhớ là lúc bao nhiêu tuổi thì chú gặp cô không? Tôi với nhà tôi thì hai nhà là cách nhà có hàng rào thôi, tức là thổ nhỏ ở nhà đi chăn trâu cắt cỏ cùng với nhau, cho nên là vẫn chơi đùa với nhau. Vậy là hai người biết nhau từ thời tắm mưa. Đúng nhà rồi, nàng ở cạnh nhà tôi cách nhau cái dậu mồm tươi xanh rơn. Hồi nhỏ mình đã chơi với nhau rồi hả chú hả? Đúng rồi, đúng rồi. Mình còn nhớ những cái trò chơi ngày xưa mà cô chú từng chơi với nhau ở tuổi thiếu nhi á. Dạ. Là thường là mỗi khi nghỉ hè là chúng tôi là đi duyệt đội nghi thức rồi đi cắm trại. Ngày thường thì chúng tôi là phải đi chăn trâu ở ngoài đồng ấy. Tức là chăn trâu chung luôn hả? Xong mỗi người một con, thế nhưng mà thả chung ở ngoài trâu cái đồng. Trâu ai nấy chăn chứ không có ai chăn giùm ai hết nha chú. Cô, cái lúc đó đó, lúc mà còn nhỏ đó, cô có ấn tượng gì với cậu bé này không người cô? Chưa, lúc đó chưa biết gì, cái thời đấy là khác. Có khi nào mà cậu bé này đuổi trâu của cô bé kia ra chỗ khác để giành cỏ ăn không? Không. Có một cái kỷ niệm, tức là chúng tôi là tôi còn nhớ. Trời thì trời nắng, thế là chúng tôi là phải mang cái chai để đựng nước ở nhà. Dạ. Ra ngoài đồng uống, thế thì trời nắng mà hết nước rồi, thế là cái chai của cô ấy bị nổ, nó vỡ. Thế là cô ấy cứ bảo là tôi cầm tôi đập là cô ấy bắt đèn. Thế nhưng mà ở giữa cánh đồng thì làm gì có gì đâu. Con thì may mắn là 3 tháng hè là con đều được đi về quê nội để con chơi, cho nên là những cái trò mà của trẻ con ở dưới quê là con đều biết hết. Yeah. Mà hồi nhỏ là con thích nhất những cái chuyện mà đi hái trộm nhà người khác, ví dụ như hái xoài nè, hái mận, hái ổi rồi hái sen nhà người ta. Thì con không biết là như cô chú là đã chơi với nhau từ lúc nhỏ rồi thì mình có những cái trò giống vậy không cô chú? Có chứ, có những cái lần mà tôi với một thằng em thôi, em họ,
hai anh em đi hai trộm đào, thế trèo lên trên thì hái được rồi. Thế là cái anh hàng xóm anh ấy lại phát hiện ra không phải đào nhà anh ấy, nhưng mà anh ấy lại tới anh ấy dọa. Thế là cái thằng em tôi nó mới gan, nó mới nhảy xuống dưới, còn tôi không dám nhảy. Thế là tôi cứ bò xuống thì anh Tĩnh rồi, anh tên anh Tĩnh rồi. Tôi bảo thôi em hái được ba quả thôi, anh cầm ăn đi, em chẳng lấy quả nào. Thì thế là tôi về luôn. Nhưng mà hái trộm nhà người khác, hái trộm nhà người khác có bao giờ hái trộm nhà cô hay là cô hái trộm nhà chú không mới là quan trọng? Không. Tôi thì tôi vẫn nhớ là bà lại hái trộm sen nhà tôi. Có chưa? Thế nhưng mà bà này bà ấy cãi là kêu là của người khác. Nhưng mà tôi nhớ là cái ao sen của cái khu đó là tôi là cái người trồng đầu tiên. Dạ. Tôi đi học ở trên xã, tôi về tôi mang về trồng, thế nó ra. Mà tôi rõ ràng là tôi nhớ là bà này là bà ấy hái trộm mà lên đỉnh cổng chào nhà bà ấy, bà ấy ăn. Thế nhưng mà bà ấy cứ cãi mà không phải. Có trộm thật không cô? Có trộm thật không? Cái hồ sen nó lớn lắm mà nó phát từ tận đường cái đi lấy luôn. Với tay cũng lấy được. Vậy chứ đâu phải của chú đúng không? Đều đổ thừa đúng không? Cái này là người ta đi ngang người ta tiện tay vừa tầm với, chứ có phải là hái trộm đâu mà chú kỳ, chú nghi quan cho người ta mấy chục năm rồi. Hái trộm xong lại còn cho vào cái quần thì vén lên thế này nè. Để giấu thằng này nè, không có để bị bắt nữa cơ mà. Thấy chưa, chú còn nhớ rất rõ nè. Rồi thì đi lấy bèo cho lợn á. Dạ. Thế là bắt đầu là vất ở dưới thì biết ai khám đâu. Sao dám khám? Rồi từ đó bao giờ thì cô để ý đến chú? Không bao giờ để ý. Không có luôn hả? Không. Ủa? Thực tình mà nói là yêu thì lúc đó thì tôi cũng chẳng yêu bà này là một tí nào. Mà cô ấy cũng chưa yêu tôi. Không yêu luôn? Không yêu tôi luôn. Cô ấy thì ở nhà là đi làm. Còn tôi thì là đi học rồi. Khi mà tôi đi học về đến đầu làng thôi thì hàng xóm láng giềng người ta mới thấy tôi về. Thì người ta mới nói là hè này là mày về là lấy vợ. Mới đi học mới có 19 tuổi lấy cái gì mà lấy. Đúng là về nhà thì ông bố tôi với lại mẹ của bà ấy là đã bàn với nhau từ trước rồi. Mặc dù chưa nói gì với bà này mà chưa nói gì với tôi. Cô cũng chưa biết luôn? Chưa biết luôn. Kỳ vậy ta. Đúng nghĩa là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Thế sau khi tôi về thì là ông bố tôi mới bắt đầu mới nói. Tôi không chịu. Khổ một cái lỗi là cái chỗ mà tôi học ấy, về nhà tôi chỉ có 40 cây thôi. Mà lúc đó là nếu mà tôi mà bỏ đi ấy, thì ông bố tôi lại đi bộ xuống được ngay. À. Là ông bắt tôi về thì còn xấu hổ hơn. Ủa chú không chịu cô vì lý do gì chú? Không phải vì lúc đó mình còn trẻ quá. Bao nhiêu tuổi? Mới có 19 tuổi. À chứ không có cảm tình gì, có cảm tình gì với người này không chứ? Thì nói thật là về lúc đó thì về nhan sắc rồi thì bà ấy cũng so với lứa tuổi ấy, thì bà ấy cũng vào cái hàng là Á hậu 2. Của cái xóm đó. Còn chứ tôi không dám nói hơn. Sắc đẹp của cô cũng hơn cái sen trộm nhà chú. Thế nhưng mà được cái nữa là cái tính tình là rất là hiền lành và ngoan, mà chịu thương chịu khó, đi làm thì rất là nhiệt tình. Cái lúc mà cô nghe gia đình mình nói là sẽ lấy chú đó thì cảm giác cô thế nào? Cô không đồng ý tí nào hết thôi. Tại sao vậy cô? Có phải là lúc đó không là mình phải, đang lúc có đó tình còn khác nhỏ không? Tuổi quá đâu có nghĩ đến cái chuyện lấy nhau đâu. Mà có một chút gì thích chú chưa? Chưa. Mà con hỏi thiệt là lúc đó là cô có thích người nào khác ngoài không, chú hay không? Nói thực tình ra là cô là chỉ đi đến đâu thì người ta thích cô thôi, chứ còn cô không thích ai. Xác định là đã yêu ai thì phải lấy người đó. Chính cái hôm mà sắp lấy ông này ấy, là cũng có người con trai người ta đưa cô vào tận nhà. Đẹp trai hơn ông ấy. To con hơn ông ấy. Thế nhưng mà cô cũng không xác định lấy. Cô bảo cô không lấy thì mẹ cô bảo là gần đây mà mày không lấy tao tự tử. Trời ơi. Tôi thì nghĩ bụng thôi lấy sau rồi bỏ nhau, lấy sau rồi bỏ nhau. À, trời ơi. Lấy đại à? Thế, ừ. Rồi bỏ sau đúng không? Ừ, lấy đại sau rồi bỏ sau. Nếu mà con bị ép vậy mà yêu lấy một cái người mà không hề biết là ai, không yêu không gì hết thì con cảm giác thế nào? Khó chịu lắm á. Nhưng mà con nghĩ là do ở mọi thời điểm thì nó sẽ có cái quan điểm với lại cái suy nghĩ cũng như là cái cách xử lý tình huống nó khác nhau. Như ở thời của cô chú thì rõ ràng cái cha mẹ đặt đâu con là con phải ngồi đó, nhưng còn bây giờ thì nó lại khác rồi đúng không cô chú? Bây giờ thì con đặt đâu, con đặt đâu cha mẹ phải đi theo ngồi đó thôi. Nói thật ra là buồn lâu lắm. Buồn. Cưới xong hôm nay ông đi biến mất tiêu mấy tháng luôn. Không, nhưng mà cái ngày đám cưới con muốn biết cái từ đó đến đến cái ngày mà cha mẹ thông báo rồi đó thì đã tới lễ gì nữa? Là dạm ngõ rồi nè, tới đám hỏi. Hỏi không có hỏi gì cả, chỉ hỏi luôn. Cưới luôn. Vô cưới luôn. Rồi từ ngày thông báo tới ngày cưới là bao xa cô chú? Không nghĩ ra nữa, không có nhớ. Lúc đó được khoảng nửa tháng. Trời ơi, nhanh vậy đó hả? Cô chú vậy trong nửa tháng đó là cô chú có cái sự kết nối với nhau chưa? Có gặp gỡ nhau nữa không? Nhìn nhau vẫn là không muốn nhìn. Không phải là ghét. Thì hai người thì tôi cũng có sang nhà bà nói chuyện với
Nói thật mà khi mà sang á là có một cái bà mai còn phải cầm tay tôi là dắt đi cơ. Mà tôi ngại tôi không muốn đi. Sang thì cũng có trao đổi với nhau, cũng nói chuyện với nhau. Trao đổi gì chú? Nếu mà đã sống thì phải sống như thế nào, nếu mà không thì thôi. Thì có đồng ý lấy hay không? Tôi muốn hoãn binh, tôi bảo nếu bây giờ bảo hoãn cưới đi từ từ. Gia đình tôi lại không chịu thế là phải cưới thôi. Nhưng mà cô có nói chú là thôi kệ mình lấy nhau đại đi rồi sao bỏ nhau. Không ai mà nói thế. Nghĩ trong bụng thế thôi. Lúc đó chắc ngượng sao cô nhỉ? Ngại. Chơi với nhau đi, chăn trâu cùng nhau. Nó khác. Tự nhiên bây giờ tự nhiên trở thành chuẩn bị vợ chồng thấy nó khác. Không phải cái thực ra mà nói là chỉ có cái là tâm lý là lúc mình còn trẻ. Dạ. Thực sự là mình chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ. Chứ còn thì về hình thức đạo đức và tư cách của bà ấy thì tôi không có chế. Dạ đúng rồi. Biết mình sẽ cưới nhau gặp lại đó cảm xúc như thế nào. Cũng vẫn là bình thường thôi. Con nghĩ vậy nè nha. Là tại vì á, lúc còn nhỏ là cô chú chơi với nhau nè, chăn trâu cùng với nhau thì nói chuyện với nhau chắc lúc đó cũng chỉ có mày tớ. Toàn mày tao chứ tớ cho nó. Dạ. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình phải kêu cái người mà mình kêu bằng mày, mình phải kêu bằng vợ, bằng em thì chắc con nghĩ chắc lúc đó là tâm hồn chú chắc cũng sao động dữ. Ôi trời lâu lắm, cưới xong được có 4 ngày là tôi đã đi xuống trường để học rồi. Trước khi đám cưới cô chú có nắm tay nói chuyện này kia không luôn hả? Không nắm tay. Không luôn. Vậy rồi đêm tân hôn làm sao? Không có tân hôn. Có luôn không à? Có luôn. Không. Khi mà đám cưới xong á thì là họ hàng là tất cả là mâm bát là đầy ở sân. Dạ. Thế trong nhà thì coi như là bố mẹ anh em rồi thì là những bạn bè của bà ấy nữa. Bạn bè của bà ấy cũng ngủ lại luôn. Còn mình thì coi như là phải làm ra cái phản ở bên ngoài, mình gọi là quê gọi là cái phản. À. Là làm riêng cái đấy chứ làm gì có tân hôn. Không có luôn. Ở nhà quê ở ngoài đấy cái thời đấy nó không có tân hôn. Không có tân hôn đâu. Cưới xong một cái là bạn của cô dâu đã ở cô lại. Cô dâu là phải ở lại. Ngủ cái gì vậy? Người ta tình nó không nghĩ ngủ lại rồi sao tức vậy? Cái thời đó là như thế cả. À. Chỉ có lúc mà đám cưới thì vẫn ăn bình thường, xong đến tối thì là mình đi nhà trai đi sang đón dâu. Dạ. Đón dâu thì nhà thì hai nhà rất là gần nhau. Thế nhưng mà đi thì lại phải đi vòng ra kia xa một chút. Lúc đó cảm xúc cô có nghĩ đây là người chồng của mình không? Nào không có cảm xúc. Không luôn hả? Lúc đó vẫn chưa có cảm xúc luôn. Đám cưới rồi cũng không có cảm xúc luôn. Buồn lắm á. Có khóc buồn khóc hả cô hả? Không khóc nhưng mà buồn. Họ nhà gái với họ nhà trai bên nọ bên kia hát đối nhau coi như là đến lúc bảo dứt ra rừng mới thôi chứ người ta vẫn cứ hát à. Nhưng mà cô vẫn buồn. Ừ. Cái đám cưới con nghĩ chắc cũng rất là đặc biệt đó chú. Bởi vì hai nhà sát bên. Sáng sớm mà thôi giờ tới giờ đi rước dâu nha. Đi ba bước qua tới nơi rước rồi. Một cái mối tình mà mình không nghĩ nó đến bước bất ngờ như vậy. Cùng đi chăn trâu, cùng chơi với nhau, cùng kêu mày tao với nhau. Tự nhiên cái trở thành chồng vợ thấy nó ngại ngại đó cô hả? Đúng rồi. Nhưng mà cho con hỏi nè. Bắt đầu chuyển từ cái giai đoạn mà bạn bè và kêu là mày tao, trải qua một cái đám cưới mà cái đêm tân hôn thì cũng không có giống như người khác nữa. Mất bao lâu thì cô chú mới cảm nhận được mình thật sự là vợ chồng và mình có một cái suy nghĩ nghiêm túc về một gia đình? Thực ra cái đó thì sau khi cưới được là 4 ngày. Yeah. Thì là tôi lại xuống trường để tiếp tục học. Sau khi ở xuống trường tôi cũng có viết thư về, cũng vẫn xưng là anh em bình thường. Thế nhưng mà 4 tháng sau tức là đến Tết thì là tôi mới về. Và lúc đó thì vợ chồng mới có những cái không gian riêng. Ủa chứ 4 ngày cưới nhau đó rồi Không có chung đụng gì hết, kệ việc ai người làm cứ kệ. Ủa đám cưới rồi cũng vậy đó hả? Cũng thế thôi. Không, con nghĩ là còn ngại ngại á chú, con nghĩ cái cảm giác 4 ngày đám cưới không có gì vậy diễn ra rồi. Xảy ra luôn. Chưa có cái gì cả. Ủa cô vậy chừng nào mới được chú rể hôn nha cô? Không nha. Đấy đó bọn là sau 4 tháng mà. Sau 4 tháng trời ơi. Sao mà con chịu nổi. Ủa vậy sau cái đám cưới 4 ngày thì cô chú như thế nào? Có ở chung không hay là sao? Ở chung với bố mẹ. Ở chung với mẹ mà thì nhưng mà thì cũng ăn chung ngủ chung. Ủa rồi nằm chung giường thì mình mỗi người dây quay một góc. Quay một góc hả cô? Phải không cô? Phải. Mỗi người quay góc vậy đó hả? Không nói không rằng suốt đêm mà nay nó ngủ hả? Mấy lời ít tuổi ngại lắm, nói thật đấy. Chú có tay qua nắm tay này kia không cô? Đã phải 4 tháng sau mà. Sau 4 tháng thì bắt đầu tình yêu như thế nào hả cô chú? 4 tháng sau thì tôi được nhà trường cho về là nghỉ Tết. Dạ. Nghỉ Tết thì là ăn Tết với gia đình. Dạ. Thì là lúc đó thì có cái không gian riêng, là có một cái phòng riêng của hai vợ chồng. Cái nhà ở ngoài Bắc thường là làm cái nhà 3 gian ở bên ngoài và một cái gian buồng ở bên trong. Dạ. Thì cái gian buồng bên trong đó là để cho hai vợ chồng. Dạ. Mà cũng không có cánh cửa gì đâu, chỉ có một cái miếng vải làm cái màn gió che lại xong là mình kéo lại thôi. 4 tháng trôi qua chú lên trường đó, cô có nhớ Nhung có một chút gì cảm tình chưa?
không có nhớ mà ông chẳng có cảm tình, vẫn đang buồn, nói thẳng anh ấy ép là vẫn đang buồn. Vẫn buồn luôn 4 tháng luôn. Vẫn còn buồn nha chú, vẫn còn buồn. Buồn chứ nha. Rồi chú 4 tháng đó chú có nghĩ gì về cô, mình có tình cảm gì với cô không chú? Không thì tôi cũng vẫn bình thường thôi. Tôi cũng vẫn nghĩ là ừ thì thôi được. Xuống trường thì người ta biết là mình có vợ rồi. À vậy thôi luôn. Và người ta cũng là trêu mày kệ thôi. Con thấy hầu như là tất cả những cái cặp đôi mà của cái thời ngày xưa họ đến với nhau đa số là không có tình cảm trước, mà là do cái sự sắp đặt của cha mẹ. Rồi mỗi một người sẽ có một cái hoàn cảnh, và mỗi một cặp đôi sẽ có một cái cách thức để mà họ dần họ có tình cảm với nhau. Con cũng vẫn muốn biết được rằng là cái cảm giác của cô chú khi mà hai người thật sự có tình cảm với nhau và trao cho nhau cái nụ hôn đầu tiên đó nó như thế nào. Không nhớ. Không thì, nhớ là không thể nhớ nổi nữa rồi. Vì sau bao nhiêu thường một cái khoảng thời gian như thế, đến 4 tháng sau mới về và bắt đầu mới có không gian riêng. Lúc đó thì quan hệ vợ chồng đã bình thường. Tức là lúc đó là cô chú đã mặc định mình là vợ chồng rồi. Mình cô chú có còn nhớ là đến khi nào thì cô chú thật sự là có cái tình cảm với nhau, có sự nhớ nhung nè, có sự thương yêu, có sự chăm sóc nhau không? Đến lúc có con có cái ra rồi thì nó khác. Dạ. Bắt đầu có con rồi. Sau từ khi chú trở về thì bao lâu mình có con? 35 sang năm thứ 4 á. Sau khi mà có con rồi bao lâu mình mới yêu thương nhau giống như nãy Ngọc Lan hỏi đó? Có con thì phải có một cái nối kết khác. Như vậy chính đứa con đã mang đến cái sự kết nối của cô chú lại với nhau. Vậy lúc cô sanh là chú có nhà không chú? Không. Sau sanh sau 2 tháng thì tôi mới về. Cô cảm thấy buồn cô? Đi sanh đứa đầu tiên thì cũng 4-5-6 người đi theo. Vậy là cũng đỡ, nó cũng không có cảm giác. Ông bà là... thì cũng nhiều tuổi mới có cháu mà, cho nên là cưng lắm. Chúng tôi ở chung với bố mẹ tôi đến lúc mà bố mẹ tôi chết. Làm dâu đó cô nhỉ? Ừ. Ngày xưa làm dâu có vất vả không cô? 15 năm nói chung là cái gì cũng cứ nhịn, là chả có chuyện gì cả. Bố mẹ chồng nói gì thì cứ im. Nhưng mà bí quyết nào để cho cô có thể im nhiều đến như vậy? Chứ nhiều cái cô im nhiều cô cũng phải mắc bệnh đau đầu luôn. Dạ. Cô không có nói. Mình nghĩ thế này này, mình nói mình phải được, mình nói mình phải thắng. Yeah. Thì mình mới nói, thế một mình một vé, để bao nhiêu người một vé, mình nói làm sao nổi. Vậy thấy chưa con, nói cũng có thắng, thật là tốt nhất là im nha. Thực ra thì đúng là lấy nhau xong thì tôi cũng lại đi học. Học xong rồi ra công, rồi lại đi công tác, rồi lại đi học. Năm 82 thì này, tôi lại vào trong Nam. Thì mẹ con bà ấy lại vẫn ở quê. Năm 90 thì bà ấy là mới đi vào Nam cùng với tôi. Đến bây giờ cô chú mấy cháu rồi? 3 thằng con trai. 3 người con trai mà chú cứ đi như thế, chỉ có một mình cô chăm sóc thôi. Nói chung là có bố chồng ở nhà hỗ trợ. Dạ. Thế chứ còn nói thẳng là đẻ 3 đứa con, ông ấy học sinh 6 năm. Xong ông ra trường lại vào trong Nam này, đâu có ăn thua gì đâu. Như lúc đó một mình cô ở bên cạnh con thế, cô có lo lắng gì cho chú hay là cô có nghĩ rằng là chú sẽ có cái gì đó bên ngoài này kia? Cái chuyện đó thì cô lại nghĩ này, nếu theo như duy tâm có thì giữ, nếu mà không thì không cần giữ vẫn còn. Cô phải có cái xác định nghĩ như thế, cho nên là cô thì nói thẳng là làm nuôi con suốt. Con rất là thích cái câu của cô nói, mình có cố giữ đi chăng nữa mà nó không phải của mình thì nó cũng sẽ không bao giờ là của đúng mình. Rồi. Chính vì cái suy nghĩ đó mà cô sống một cách rất là thoải mái và cô không phải lo lắng gì hết. 6 năm trời cứ đi bằng bẳng như thế, khi mà chú đi công tác như thế, chú đi vào miền Nam như thế, xung quanh chú có rất nhiều bông hồng, thậm chí là có nhiều người xinh đẹp hơn, giỏi giang cô. Có bao giờ chú một chút gì rung động trước một người phụ nữ nào đó mà mình tưởng chừng như là mình thay đổi? Thực ra mà nói bảo là không có rung động thì không phải. Mình rất có và mình rất là mến người ta và người ta cũng rất yêu mình. Thế nhưng mà tôi thì tôi nghĩ một điều là dù ai đi chăng nữa thì cũng không bằng vợ mình, con mình. Tôi thật là tôi đi ra ngoài nhiều người yêu cũng. Đúng rồi. Có những năm, 2 năm tôi mới về. Đấy. Còn bình thường là Tết năm nay tôi về. Xong đến Tết sang năm tôi mới về. Yeah. Vì anh biết cái thời đó là năm 82 đến năm 90 là cái tàu xe đi lại rất là khó khăn. Mua được cái vé tàu để mà về thì được là cả một vấn đề. Tôi làm gì có vé máy bay như bây giờ. Cái đó là cái hay đó. Bởi vì một người đàn ông nào đứng ở giữa một cái xã hội rất là nhiều người đẹp, thậm chí rất là nhiều người hơn vợ mình. Mình chỉ nghĩ là không ai hơn vợ và chính con mình là mình sinh ra. Thật ra mình luôn hướng về điều đó. Chứ thật sự là nếu như mà xa cách như thế là cũng dễ nao lòng lắm. Người ta kêu sao mà cách lòng. Đúng rồi. Tôi xuống Vĩnh Long là từ năm 82. Dạ. Đến năm 92 thì tôi mới lên Bình Dương. Lúc đó 3 thằng con tôi rất là nhỏ, thằng thì 3-4 tuổi, 5 tuổi khác. Nhưng mà dạ, tôi lại may quần áo sẵn từ trong này. Tôi lại nhờ con hàng xóm ấy, là đo để may cho con mình để mà Tết gửi về. Còn thì sau này là khi mà có điều kiện rồi ấy, tôi còn mua gạo để mà gửi về cho vợ ở nhà. Đúng là người phụ nữ phải nói là kiên nhẫn ha, với tình yêu thương con chờ chồng như thế. Mỗi mùa Tết trôi qua
rồi mùa Tết nữa vẫn không thấy chồng mình về như thế, mà vẫn cứ chăm chút nuôi con từng ly từng tí và luôn luôn hướng về gia đình. Mình cũng phải làm để nuôi con mình chứ không nó chết đói. Các cháu không biết mẫu ở trong này thì bao nhiêu. Vợ chồng người ta ở nhà người ta làm chỉ có mẫu 3, mẫu 4 thôi là tối đa. Riêng cô một mình một mẫu 2. Làm không có thời gian nghỉ, cũng chẳng có thời gian để buồn, còn phải là làm dâu. Nhưng mà thời gian mà nuôi con một mình như vậy á cô, vừa làm dâu nè, vừa nuôi con một mình, cô có cảm thấy tủi thân không? Trời ơi, có hôm con nhỏ ấy, thằng út này này, nó bệnh cái thời đấy thuốc thang có đâu, cứ ngồi ở dưới võng này này, không dám nằm trên giường, ngồi dưới võng cứ nhìn con chằm chằm cả đêm, sợ mình ngủ đi mất con nó chết không biết. Nó nóng như là mình ôm hoàn than đây này này. Không một lời kêu than, không một lời oán trách. Cái chuyện mà chăm con bệnh ban đêm là cái người mẹ khổ lắm, cực lắm. Mỗi khi mà con của con nó bệnh á, con sợ nhất là ban đêm mà bạn bị sốt. Tại vì trẻ con là ban đêm đúng là rồi. Sốt mà mình nhiều khi ban ngày mình làm việc mệt quá, cái ban đêm là mình hay bị ngủ thiếp đi. Mà những cái lúc mà mình ngủ thiếp đi như vậy nó rất là nguy hiểm cho con. Thế mới không dám nằm xuống giường mà phải ngồi ở võng. Không dám nằm luôn đó chú, tại vì nằm là sẽ ngủ. Trên năm 80, ông ấy đem giấy tờ về thì ông cũng bảo ngồi thôi vào trong này đi cùng làm việc cùng với ông ấy. Dạ. Thế ông bố chồng tôi cho câu này này, tao ở với chúng nó từ thủ bé giờ. Bây giờ mày đem vợ đem con mày thì tao chết cho nó rồi. Mến tài mến chân cháu rồi. Thế tôi bảo với ông bố ngồi nói thật này, vợ chồng sống với nhau còn lâu. Một bên tình một bên hiếu thì anh nghĩ như thế nào? Bố thì bây giờ ông già rồi mà mình không ở trọn vẹn, con cũng lớn rồi thì để đến bao giờ mà bố mất thì mình đi. Thế là đúng ông mất thì tôi đi. Quá tuyệt vời. Ông nghĩ ngẫm một hồi ông bảo là thôi thì bây giờ mày đem vợ mày đi, còn mày để lại giả cháu tao. Vợ đúng đi rồi. Bỏ con ở nhà thì lại càng không yên tâm. Mà làm sao để cắt tình ông cháu được? Đúng rồi, khó lắm. Khó lắm. Là tình mẹ con lại càng không cắt được nên đúng thôi rồi. Ở nhà luôn. Thôi ở nhà luôn. Trọn vẹn. Đó cũng là sự hy sinh. Dạ, đúng đáng rồi. Trân trọng. Rồi sau đó mình đoàn tụ một mái nhà từ năm mấy? Đến năm 90. Ăn Tết xong thì bà ấy vào. Bà ấy vào được đúng một tuần thì tôi lại đi ra Bắc tôi học 3 tháng. Trời đất ơi. Ngang trái. Người vào thì người lại đi. Tiếp tục cô đơn một mình. Lớn nó lại ở với lại là mẹ tôi. Cứ thứ bảy là tôi lại chạy xe máy là về nhà cùng với con trai với lại là bà mẹ. Thế sau 3 tháng thì tôi lại vào. Rồi bây giờ chú ở Bình Dương. Ở Bình Dương. Bây giờ mình ở chung với mấy đứa cháu hay không, là tôi thì con hai thằng con này là tôi đều là cho nó ở riêng. Hai ông bà ở với nhau. Với lại coi như là cái thằng cháu là đích tôn, bố nó là mất năm 96. Thì lúc đó nó mới có 5 tuổi thôi. Thế là mẹ nó sau được 8 tuổi thì là mẹ nó đi lấy chồng. Trước khi đi thì mẹ nó bảo thôi thì cho con là để lại bé ở đây để ông bà chăm. Thế là tôi nuôi nó từ bé đến giờ. Năm nay nó 30 rồi. Nuôi 25 năm rồi. Nói chung là từ năm 90 đến bây giờ thì cũng đã là 30 năm rồi. Bà ấy vào trong này rồi. Và gia đình vợ chồng con cái là đoàn tụ rồi. Thế thì xây dựng kinh tế lúc đó nó mới ổn định. Bây giờ thì cô chú làm công việc gì? Tôi về hưu được 10 năm rồi. Thế còn thì bà ấy thì vẫn từ lúc vào 30 năm nay rồi thì chỉ có ở nhà nội trợ thôi. Bây giờ cô có mãn nguyện với cái hạnh phúc mình từ hồi xưa đến giờ không cô? Có mãn nguyện. Dạ. Cho nên rằng nói thẳng là cuộc đời ở với nhau thì cũng như là trên một con cuộc đường đời đi cũng có lúc nó gập ghềnh. Thế nhưng mà cũng như các cụ thời xưa bảo đấy, thống cả thì đừng ngã tay chèo. Những cái lúc mà gian khó thì người ta khổ thì mình cũng khổ. Ta phải thương lấy nhau. Người con trai cô mất là mất ở trong Nam đúng không? Mất trong Nam. Lý do tại sao mất con? Tai nạn. Cô chú đã mất một cái khoảng thời gian quá lâu để xa nhau. Rồi đến khi mà cả gia đình được đoàn tụ với nhau một cách chính thức ở trong Nam á, thì mình lại có một cái sự mất mát rất là lớn đối với người con trai lớn của mình. Ừ đấy. Cái giai đoạn đó nó như thế nào hả cô? Ôi giời. Cách nhà ra cái chỗ mua thịt chỉ khoảng độ 40 mét này. Nhưng mà 3 tháng cô không gian đâu. Cô chán nản, cô không thiết gì nữa. Mình nuôi con bao nhiêu năm từ ở ngoài Hà Nội vào đến thành phố Vĩnh Long rồi vào đến thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cuối cùng lại bị tai nạn, thế mất đi một người con yêu thương như thế. Lúc đó đúng là một cái tổn thương nó vô cùng lớn chú nhỉ. Lúc đó là nó là 25 tuổi. Sau đó thì 3 năm thì tôi bảo vợ nó là nếu mà ở lại thì bố sẽ xây cho căn nhà để cho hai mẹ con ở. Còn thì nếu mà đi lấy chồng thì bố cho 10 triệu. Thôi con xin tiền để con về cho chồng con đi mua cái xe máy để làm cái nghề sửa xe.
nhiều người nói bảo con đã không nuôi lại còn lấy tiền của người ta. Thế nhưng mà nói thật ra là nó làm dâu mình bao nhiêu năm rồi thì cho nó về nhà chồng nó cũng nghèo, thì mình cho nó làm vốn. Thì cái lúc đó mà nó đám cưới thì tôi đứng lên, coi thay mặt nhà gái đám hỏi đám cưới là tôi đứng lên tôi gả hết, tôi nói hết. Sao cô chú lại có thể làm được cái điều tuyệt vời như thì vậy? Bình thường mà. Con mình thế mà bây giờ nó mới có 25 tuổi, nó rất trẻ. Thế mà giờ chả nhẽ để nó ở lại thì nó cũng tội nghiệp nó. Đúng rồi. Thế mà bố mẹ nó thì lại già, lại ở quê, chúng tôi là cùng xã, coi như con của mình rồi. Bây giờ nó cũng vẫn về, nó vẫn gọi là bố mẹ. Cái điều này nó thật sự là nó vốn quý từ những cái tấm lòng của những người cha, người mẹ, những cái bố chồng và mẹ chồng đó. Bởi vì con mình không may đã ra đi rồi, bao nhiêu sóng gió đã qua đi rồi, tất cả phong ba bão tố nó cũng đã trôi xa, và bây giờ hạnh phúc đoàn tụ đã đến gia đình mình, những cái nụ cười hạnh phúc mang nguyện như thế, sự là một cái câu chuyện tình rất đáng ngưỡng mộ. Tôi rất cảm ơn bà ấy, là cái tính tình của bà ấy rất là tốt, rất là chịu thương chịu khó và nhịn được. Mặc dù chúng tôi là cưới nhau 50 năm nay rồi, thế nhưng mà chưa bao giờ vợ chồng xô xát, chưa bao giờ cãi nhau. Để đáp lại cái tình cảm, cái câu chuyện của cô chú đem tới cho chương trình, thì chương trình cũng có một phần quà bí mật dành cho cô chú. Bây giờ thì xin mời cô chú hãy hướng mắt lên màn hình. Anh chưa tới làng quan họ, tròn tình nghe canh hát cháo duyên. Anh chưa đến làng sông Thảo, đàn đời vui sông nước lơ thơ. Anh cũng chẳng biết đến bao giờ, ngồi tựa màn thuyền buông câu hát đợi chờ. Nếu mà nói về ông bà thì không có cái lời nào để mà tả được cả. Hết nuôi con từ giờ tới nuôi cháu. Mình cũng làm cho cha mẹ buồn, tại vì cũng lỗi do mình không nghe lời cha lời mẹ, thành ra mình bây giờ nó mới vậy. Chứ nếu mà nghe lời ông bà thì vợ chồng em thì bây giờ cũng không đến nỗi nào cả. Buồn thì buồn là do mình làm cho cha mẹ mình buồn thôi. Có những điều mình là đàn ông mà đôi khi mình mở miệng ra mình nói ra thì ví dụ mình là con gái mình dễ nói với ông bà hơn là con trai. Đến bây giờ thì nói chung là con chỉ muốn ông bà là sống lâu với con với cháu thôi. Có những điều con muốn xin lỗi ông bà rất nhiều. Nếu mà xin lỗi thì muộn cũng không phải là muộn, mà sớm cũng không phải là sớm nữa. Con chỉ mong cha mẹ sống lâu với con thôi. Nhân cơ hội này thì con đứng như là con xin lỗi cha lỗi mẹ. Từ xưa đến giờ con không có nghe lời cha lời mẹ, con cũng mong cha mẹ là tha thứ cho con những sai lầm của con trước đây. Con chỉ mong như vậy thôi, còn sau này con sẽ hứa với cha với mẹ là con sống làm sao để cho cha mẹ an hưởng tuổi già vui vẻ. Chú có cảm xúc thế nào với những lời chia sẻ vừa rồi của con mình hả chú? Trước thì tôi có nhiều cái điều buồn về con cái, nó cũng chưa được là ngoan lắm. Thế nhưng mà được mấy năm nay rồi thì các con nó cũng lớn và nó có cái biết suy nghĩ, nó cũng đã có sự thay đổi. Thế thì thực ra mà nói thì bố mẹ thì cũng chẳng cần gì cả đâu. Yeah. Chỉ cần mong cho các con là sống hạnh phúc thôi. Các con không cần phải học ai cả, chỉ cần học bố học mẹ thôi. Có bao giờ cãi nhau đâu. Cũng mà cuộc sống gia đình vẫn đầy đủ, vẫn sung túc, vẫn hạnh phúc. Mong sao các con nên là sống làm sao cho nó được hạnh phúc, gia đình êm ấm. Đó là một trong những cái điều mà bất kỳ một bậc cha mẹ nào cả, dù con mình có lỗi lầm trong xảy ra bất cứ điều gì, thì cái tình yêu của cha mẹ đối với con là không thay đổi và bao giờ cũng là sự tha thứ cả. Ở đây thì con quan sát, con thấy những giọt nước mắt của hai anh con trai đã rơi ra. Và thường thì đàn ông mà khóc thì có lẽ là họ nhiều cảm xúc lắm thì họ mới rơi được nước mắt. Và con nghĩ rằng là ngày hôm nay khi mà hai anh nghe được cái câu chuyện của cô chú, nghe được sự hy sinh của cô từ lúc lấy chồng cho đến tận bây giờ, thì hai anh cũng thấu hiểu được cái sự vất vả của mẹ. Và hai anh cũng biết được mình đã làm những cái lỗi gì. Để mà ngày hôm nay con tin một điều rằng sau ngày hôm nay là hai anh đã có cái sự thay đổi rất là tích cực.
để không làm cho cha mẹ buồn nữa. Thôi nào mình đừng khóc nữa nào, gia đình của mình hãy vui lên, bởi vì bây giờ là đã đến cái giai đoạn là mình đã tận hưởng cuộc sống rồi ha cô chú ha. Bây giờ là mình đã có thể an tâm về các con nè. Chúc cho gia đình của mình lúc nào cũng nhiều niềm vui, lúc nào cũng nhiều cái sự đồng cảm cũng như là chia sẻ với nhau. Thật cảm ơn anh Quỳnh Linh và chị Lan. Bao nhiêu sóng gió như thế, khó khăn như thế nhưng mà cũng vẫn vượt qua được hết. Tôi thì tôi có làm bài thơ tặng bà ấy. Em là tất cả của anh, là vì sao sáng long lanh giữa trời, là vầng dần nhật nguyệt rạng ngời, là tiếng chim hót cho đời thêm yêu. Em là ngọn sóng thủy triều vỗ vào bờ cát, anh nhiều nụ hôn. Em là chiếc túi càn khôn giúp cho anh được sớm hôm thanh nhàn. Em là một sợi dây đàn giúp anh gạt bỏ lo toan ưu phiền. Em là cô tấm thảo hiền, em là cung nữ, là tiên trên trời. Em là người bạn tuyệt vời, em là người vợ suốt đời anh yêu. Hay quá. Quá hay chú ạ. Để đáp lại những tình cảm của cô đã dành cho chú và gia đình trong những cái thời gian qua, một bài thơ đã nói lên tất cả mọi thứ. Và khi chú đọc bài thơ đến đoạn cuối, gần như chú nghẹn ngào. Chú nghẹn ngào. Dạ, chỉ còn một câu đó thôi thì chắc chắn giọt nước mắt đã rơi. Và bây giờ thì một lá thư gửi quá khứ dành cho cô. Đây là lá thư mà chú gửi cho cô. Em thương yêu, đã 50 năm rồi em về làm dâu nhà anh. Anh có rất nhiều điều muốn tâm sự cùng em, nhưng mà anh chưa nói ra được. Anh cảm ơn em thật nhiều, vì kể từ khi cùng anh xây dựng gia đình, chúng mình đã trải qua biết bao sóng gió, khó khăn. Nhất là khi chúng ta mới lấy nhau, em ở nhà làm dâu cùng cha mẹ, còn anh thì đi học rồi đi công tác ở xa. Em chỉ làm dâu mà không có chồng. Một mình em gánh vác công việc trong gia đình, trong khi cha mẹ thì già yếu, các con thì còn quá nhỏ. Kinh tế thời bao cấp thực sự khó khăn. Anh biết bản thân em vất vả nhiều, nhưng anh không giúp được gì cho em cả. Ngày cưới cũng chẳng có hoa, cũng chẳng có nhẫn để mà trao. Cho nên em đã phải chịu thiệt thòi rất nhiều. Khi anh ra trường thì lại vào Nam công tác. Thế là vợ chồng mình lại đằng đẵng xa nhau. Có khi một năm, hai năm thì anh mới trở về thăm nhà, thăm cha mẹ, thăm vợ con một lần. Em lại phải một mình chăm sóc gia đình, nuôi dưỡng cha mẹ chồng và nuôi dạy con cái. Đến năm 1990 thì em và các con vào Nam cùng anh, cùng chung tay gánh vác lo cho gia đình. Và cũng từ đó biết bao nhiêu biến cố đã xảy ra. Cha mẹ mất nè, rồi con trai lớn của chúng ta cũng không may mà bị tai nạn giao thông rồi mất. Anh tưởng chừng mình không thể vượt qua được, nhưng nhờ có sự động viên và chia sẻ của em đã giúp cho anh vượt qua được những đau thương và mất mát đó. Anh biết có nhiều lúc bản thân em thấm mệt, nhưng em vẫn âm thầm chịu đựng để cho anh vui. Vợ chồng mình đã vượt qua được tất cả để giữ vững cho gia đình mình thật hạnh phúc. Em chưa một lần than vãn, chưa một lần trách chồng mắng con. Em là hậu phương vững chắc giúp cho anh hoàn thành nhiệm vụ cho đến ngày hôm nay. Em thương yêu à, thật ra thì anh muốn nói với em rất nhiều và muốn cảm ơn em thật nhiều. Nhưng em ạ, anh nói ít thì em cũng hiểu nhiều đúng không? Anh chỉ mong rằng 50 năm qua vợ chồng mình đã rất hạnh phúc bên nhau rồi, thì thời gian còn lại chúng mình càng yêu thương nhau nhiều hơn nữa, để bù đắp những thiếu thốn, những mất mát của thời gian qua. Anh cảm ơn em rất nhiều. Em là người bạn tuyệt vời, là người vợ suốt đời anh yêu. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Thương quá. Cái thương thật á. Chú có nói gì với cô trong lúc này không? Ngày cưới thì cũng chẳng được tặng hoa. Dạ. Yeah. Cũng chẳng được tặng nhẫn, được tặng bao tặng bông. Nhân dịp hôm nay ở đây là có anh Quyền Linh và chị Quỳnh Lan ở đây, thì anh sẽ tặng em để bù đắp lại. Trời ơi. Hay quá. Trời ơi, thương quá. Cảm xúc cô như thế nào cô? Hạnh phúc. Cảm ơn cô chú đã chia sẻ một câu chuyện quá tuyệt